Tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, ngày sáng nay, địa phương đã triển khai phương án đưa người dân trong khu nhà chưa kiên cố đến nơi an toàn và tạo điều kiện cho người dân vùng phong tỏa neo đậu tàu thuyền phòng chống cơn bão số 5. Trước dự báo cơn bão số 5 sẽ ảnh hưởng đến Đà Nẵng, sáng nay phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà đã huy động lực lượng dùng loa truyền thanh thông báo cho gần 100 hộ gia đình ở khu vực nhà trọ chưa kiên cố, nhà cấp 4 chuẩn bị hành lý sẵn sàng di dời đến trường học khi có lệnh. Đặc biệt trên địa bàn phường hiện có 5 hộ gia đình đang phải cách ly tập trung, không có người trông coi nhà cửa nên phường đã huy động lực lượng dân quân, dân phòng hỗ trợ giúp người dân chàng chống nhà cửa, quét dọn trường học, chuẩn bị đón người dân đến tạm trú. Gia đình tôi bây giờ chờ ở nhà trọ mà hiện tại chỉ cái nhà trọ nó cũng thấp, nhưng bây giờ bộ thì tới, nhưng mà yêu cầu mấy anh là cho bọn tôi lên ở xa xí vì dịch nữa. Đối với các hộ dân đang nằm trong vùng phong tỏa có tàu thuyền đang neo đậu trong khu vực Âu Thuyền Thọ Quang, phường đã tạo điều kiện cho ngư dân ra bến tổ chức neo đậu lại để chống bão, di dời các lồng bè đến nơi quy định, nghiêm cấm người dân ở lại tàu thuyền khi có bão. Có khả năng sẽ ảnh hưởng tới về Đà Nẵng, nên gió có tầm thì khoảng cấp 7, cấp 8 thì ngồi cái địa phương hỗ trợ vận động thì tất cả các hộ dân chúng tôi thì về có ghe thuyền thì cũng neo đậu, chuyển về Âu Thuyền Thọ Quang neo đậu an toàn. Để đảm bảo công tác phòng chống lụt bão và phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, phường Nại Hiên Đông đã trưng dụng 2 trường học kiên cố trên địa bàn, đảm bảo thực hiện giãn cách, đồng thời chuẩn bị 400 suất quà để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn. Nói chung tới thời điểm hiện nay thì người dân cũng đã có cái chuẩn bị về bão và chúng tôi luôn sẵn sàng lực lượng để mà khi bão đến và tùy theo trạng thái yêu cầu của thành phố, của quận thì chúng tôi sẽ triển khai thực hiện. Hiện phường Nại Hiên Đông và các phường ven biển quận Sơn Trà đã lên kế hoạch sẵn sàng di dân đến nơi an toàn vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.